và tiếng còi của trọng tài Habib Ali đã vang lên. Sẽ tạo thành những hình khối ở khu vực giữa sân ngay phía sau của Tiến Linh, chứ không chỉ thực sự thi đấu cố định ở bất kỳ một vị trí nào ở phía trên. Rồi, một sai lầm của Văn Toản. Rất đáng tiếc khi chúng ta phải chứng kiến bàn thắng đến rất sớm cho các cầu thủ U22 Thái Lan. Một tình huống phát bóng của Văn Toản đi đúng vào người của Subhachai Jadet. Lại một lần nữa, cũng giống như màn so tài trước U22 Indonesia, thì U22 Việt Nam là những người bị dẫn bàn. Một cơ hội đâu, không vào. Chúng ta cũng nhớ là tại SEA Games cách đây 2 năm, cũng trong trận đấu cuối cùng giữa Việt Nam, coi vượt công. Và như vậy tỷ số đã là 2-0. Người lập công đó là Suphanat. Chuyện gì đang xảy ra? Hàng phòng ngự của U22 Việt Nam đang chơi rất mong manh. Chỉ mới 1 phút mà thôi, chúng ta đã nhận 2 bàn thua. Một tình huống mà Hồ Tấn Tài đã không theo sát với Suphanat. Nguyễn Văn Toản đã làm rất tốt ở tình huống băng ra, nhưng đáng tiếc bóng lại trở về chân của Suphanat. Để rồi Huỳnh Tấn Sinh đã không thể bọc lót được cho đồng đội. Trong 2 năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo thì các đội tuyển Việt Nam chỉ để thua đúng 2 trận đấu với cách biệt là 2 bàn. Thanh Thịnh, bàn thắng vào trong cho Tiến Linh. Bàn thắng rút ngắn cách biệt của Tiến Linh. Đó là những gì chúng ta chờ đợi. Sắc áo đỏ đã sống trở lại trên sân Bi Nam. Và niềm vui một lần nữa đến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn, bàn thắng vừa rồi chắc chắn sẽ giúp cho tinh thần của U22 Việt Nam sẽ tốt hơn. Một đường truyền vòng cung phải nói là rất vừa tầm của Thanh Thịnh cho Tiến Linh. Và một tình huống mà Tiến Linh cũng đã chọn điểm rơi tuyệt vời. Bàn thắng thứ tư của Tiến Linh tại SEA Games lần này. Cách biệt bây giờ chỉ còn một bàn mà thôi. Chắc chắn rằng đó là một bàn thắng đã nằm trong tính toán của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và phát xuống của Suphanat. Rất tốt. Hoàng Đức, những pha phòng rất nhịp nhàng. Thêm một đường truyền của Thanh Thịnh, Tiến Linh rất hay. Hoàng Đức, đó là một cú ra chân rất nhanh của Hoàng Đức. Chỉ tiếc là bóng đi cao hơn khung thành của Muang Cam Nong. Có khả năng dứt điểm từ xa rất tốt. Những pha đập nhã ăn ý giữa các cầu thủ. Đức Việt Hưng đã lấy lại quyền kiểm soát bóng cho cầu thủ Mai Việt Nam. Đức Chinh, pha xử lý rất hay của Đức Chinh. Hùng Dũng đang băng lên ở khu vực giữa sân. Phải chơi nôn nóng hơn. Đưa chuyền. Tiếp tục là pha tranh chấp rất tốt của Văn Hậu. Cơ hội phản công Tiến Linh. Một tình huống mà Muang Cam Nong đã dâng cao kịp thời. Đường chuyền của Trọng Hoàng. Đức Chinh. Đức Chinh và Sarinkan. Vẫn còn Hoàng Đức. Cú sút từ xa. Đó là cú đá của Hùng Dũng. Chính sự hiệu quả của Việt Hưng và hai bên cánh đã giúp cho lối chơi tấn công của Thái Lan trở nên bế tắc hơn. Hoàng Đức, vẫn là Hoàng Đức qua người. Hoàng Đức, chúng ta cùng chờ xem đã có một tình huống đá phạt. Đã có tình huống kéo người của số 7, đó là Huy Sao Rút. Và thẻ vàng đầu tiên, một thẻ vàng hoàn toàn hợp lý. Đã có một cơ hội rất rõ ràng. Ta cùng xem lại pha qua người rất mềm mại của Hoàng Đức. Một chút nữa thôi thì có lẽ U22 Việt Nam đã được hưởng một quả penalty. Và kéo người rất lộ của Huy Sao Rút.
Như vậy là đã có 8 thẻ vàng dành cho trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở một phút vừa qua, vẫn là Hoàng Đức, Hạ Đức Chinh vẫn còn Tiến Linh không kịp. Rất đáng tiếc là đường truyền cuối cùng cho Tiến Linh lại hơi sâu. Hùng Dũng ở đâu? Quả vào góc thứ ba liên tiếp. Và lúc này tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Tiến Linh gọi cho Đức Chinh. Đức Chinh Thành Thịnh, Hoàng Đức, vẫn là Hoàng Đức. Quyết định đi bóng và dứt điểm của Hoàng Đức. Trọng Hoàng, Hùng Dũng, rồi bóng không đến được vị trí của Đức Chinh. Chúng ta cùng xem lại quả phạt của Hùng Dũng đã vượt qua được các hậu vệ của U22 Thái Lan. Một tình huống dứt điểm hiếm hoi mà các cầu thủ U22 Thái Lan đã có được đến thời điểm này. Đức Chinh, Đức Chinh pha băng ra rất nhanh của thủ môn Non Muôn Khăm. Này của U22 Việt Nam là Đức Chinh và Tiến Linh không thực sự có được tốc độ tăng tốc tốt, nhưng họ luôn chọn vị trí và thời điểm rất thích hợp. Nhưng là một bất ngờ rất cần thiết cho sự phát triển của môn bóng đá nam tại các kỳ SEA Games sắp tới. Thêm một thẻ vàng nữa và nó dành cho Cha Chai. Đây là thẻ vàng thứ hai của U22 Thái Lan. Chúng ta cùng xem lại tình huống phạm lỗi của Cha Chai. Đường truyền lạc của Đức Chiến cho Hà Đức Chinh. Không có lời viết vị. Tiến Linh đưa vào. Không có tuyến hai ở tình huống này. Cơ hội phản công cho U22 Thái Lan. Supanat cú sút không vào, rất đơn giản cho Văn Toản. Thì U22 Indonesia sẽ là đội nhất bảng B, còn U22 Việt Nam sẽ nhì bảng B. Hoàng Đức, vẫn là Hoàng Đức, đưa truyền Tiến Linh. Chúng ta hãy cùng chờ xem penalty. Chúng ta đã chia tay vào penalty. Một quả phạt đền dành cho U22 Việt Nam. Màu số 22 bên phía U22 Việt Nam. Và cũng phải kể đến đường truyền rất kịp thời của Hoàng Đức cho Tiến Linh. Người đã mắc lỗi đó là số 4 Cha Chai. Phạt đền cũng rất thú vị của U22 Việt Nam. Đường trên không vào, vẫn còn. Chúng ta cùng chờ xem tình huống bằng vào đá bồi là của Hà Đức Chinh. Đối với người trợ lý của mình, trong tất cả các tình huống bắt phạt đền thì các thủ môn không được di chuyển mà chỉ được đứng ở vạch vôi khung thành. Nhìn vào hành động này thì có lẽ U22 Việt Nam sẽ được hưởng lại một quả penalty. Lần thực hiện của penalty này, Tiến Linh, Hà Đều, tuyệt vời. Như vậy là một lần nữa U22 Việt Nam lại vượt qua những khó khăn để được san bằng tỷ số. Một niềm vui rất lớn của cổ động viên ra sân Binan và cũng như là người dân Việt Nam bị dẫn hai bàn từ rất sớm. Nhưng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho thấy một lần nữa bản lĩnh và tinh thần thi đấu tuyệt vời. Tiến Linh đã hoàn toàn đánh lừa được Non Mua Khăm. Một cú đá ngược với hướng di chuyển của đối phương và tỷ số là 2-2. Đây cũng là cú đúp trong trận này của Nguyễn Tiến Linh. Áp sát rất nhanh. Người đang bị đau đó là tiền đạo Supachai, số 1 của U22 Thái Lan. Nhưng vừa rồi người đã có pha áp sát rất nhanh đó là Đoàn Văn Hậu. Một sự thay đổi người bắt buộc của U22 Thái Lan. Lại thêm một tình huống vào người từ phía sau của Krishna. U22 Thái Lan. Tiến Linh, vẫn còn Tiến Linh.
Đột phá. Tiến lên. Vẫn là cầu thủ U23 Việt Nam. Hùng Dũng.